Nói chung thì ok thì chào mọi người. Thì mình tạm ngưng cái chương trình ca nhạc ở đây đi. Ca nhạc là vui chơi thôi. Thì mình muốn nói về một điều vài điều cảm nghĩ những ngày tháng ở quê hương. Nó một cách khác là nó trên cả tuyệt vời. Thế thôi. Đối nhân xử thế, con người với con người, kinh tế đối ngoại, kinh tế đối nội, cuộc sống hàng ngày, rồi cơm ba bữa, tại khác vậy. Nó thực sự là nó sâu sắc và nó coi như là nó đi sát thực với đời sống con người. Ở đây thì mình không binh ai, mình không bỏ ai, nhưng mỗi điều mình nói một cách xác là hầu như những người Việt Nam mình ở đây sống trong đất nước Việt Nam mình, họ hoàn toàn hạnh phúc, không có lý do gì họ chê bai cả. Chào Văn Sơn. Rồi ok con chào tất cả mọi người. Thì bố muốn mời lên một người khác chính kiến với bố. Thì chào chú Phan, chào tất cả mọi người. Tức như là ý bữa nay là mình cởi mở lắm, không có gì gọi là phân, bởi vì sau khi gần coi như là gần 4 tháng à, mình đi về đây mình trải nghiệm đầy đủ, mình trải nghiệm tất cả mọi thứ, từ vùng cao vùng xa, từ vùng núi cho đến vùng thành thị. Thành ra bây giờ ý mình muốn nói là mình đầy đủ kinh nghiệm, nói chung là đầy đủ kinh nghiệm. Thì mình nghe đâu đó những người mà bắt đồng chính kiến với mình với là ông này ông nói xạo, ông này ông là người bên Mỹ, ông đâu phải là Việt Nam đâu. Nói chung là cái gì mà gọi là phản biện mà đối với mình chấp hết luôn đó. Hôm nay mình mời luôn tất cả luôn mọi người đó luôn. Thì mình không khe, tại vì cái gì đó rõ ràng thực tiễn mà. Hiện tại thì mình đang ở số nhà ở rồi rồi Gò Vấp nè. Chào Nguyễn Dung. Thì có ai gửi yêu cầu thì lên, có thể là hỏi một hai câu hỏi, hỏi khó, hỏi nặng, hỏi nhẹ gì tao làm láng luôn, tao không cần khen nữa rồi. Tao không cần biết gì đó, mà tao không cần khen nữa. Tao không khen gì trơn, rồi kể cả cái đám coi như là khác đồng chính kiến của tao, tao không chơi luôn, bạch. Ok, Văn Chu Phan, rồi ok. Rồi, gửi lời mời. Rồi, ok. Chút xíu ta ca cho mày nghe, tao ca được được lắm á. Mua cái này, mua cái này 500 ngàn, 500 ngàn. Chào anh, À, chào em, ok. không ai lên Thì em đều nói chuyện với anh à, đi, đúng anh rồi, đang tại vì biết sao, anh là ở Gò Vấp là mấy đứa quần đây á, anh không bực mà anh thấy thấy buồn cười ở chỗ là khi khi anh đi á, anh đi tới đâu thì anh live stream cho đó, và những cái kẻ mà nó không thích mình đó, hoặc là không thích chính kiến mình, hoặc là nó phản biện với mình, thì nó hay soi mói và nó có những cái mà câu rất là buồn cười. Ông ngon thì ông giỏi Việt Nam, ông sống đi, ông ở mình nó buồn cười, nó chẳng đưa qua một cái quan điểm gì cả. Thí dụ như nó nói ở chỗ đó thì thế này thế kia, không, nó không nói mà nó chỉ xỉa gì bôi dùi anh, nó nói anh là đại khái là ông không ở bên này, ông không bên kia, cái nói chuyện tào lao anh không thích. Và hôm nay anh chỉ nói một điều là bất kể thế nào anh cũng không khe, nhưng mà cái điều là anh thích cái điều là phản biện mà phải có lớp lang đàng hoàng, nói là phải có logic đàng hoàng. đúng rồi. Nói chung là anh về Việt Nam thì anh là người Việt Nam, anh đã từng sống Việt Nam rồi, anh cũng sang Mỹ anh sống rồi, giờ anh lại vào Việt Nam, anh mua nhà anh sống Việt Nam, thì nói chung là anh thì nói chung là gọi là người Mỹ cũng được, gọi người Việt Nam cũng được thôi. Nhưng những cái việc Nhưng mà là nó anh nhưng mà cái đám mà nó ghét á, thì nó không thấy mình điều đó, hiểu không? Có nghĩa là nó vẫn lúc nào nó cũng nói anh là nó anh là bưng bô rồi đủ thứ chuyện, mà tao không biết con mẹ đâu, tao không biết đâu, kệ mẹ nó, không đọc. Thì mấy tháng gần đây thì anh đi rất là nhiều nơi, và anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của đất nước mình thì nó quá ừ tuyệt vời,
đó anh đã cũng từng lo lên nói rồi, mà ở đây anh chẳng bao giờ, anh không phải là đạo diễn phim, anh cũng chẳng xúi giục người ta gì cả, anh chỉ quay những cảnh thực tế cuộc sống đời thường của mọi người như vậy, Chắc nhưng mà nó đâu có chịu đâu. Ở anh cho em nói chút đi. Theo em nghĩ là chắc vài năm nữa chị về hưu, anh chị rủ nó về Việt Nam sống cứ mà khoảng 7 năm tháng ở Việt Nam, 4 năm tháng đúng rồi, bình ở thường Mỹ. thôi, bình Anh chị thường về bên thôi, này đối với thì anh nó bình thường. chị lo cơm nước cho anh ăn, rồi anh chị ở bên này khoảng 6 7 tháng rồi sang bên 4 5 tháng rồi. Cứ lạnh là về Việt Nam rồi, hay mà bên ấm ấm cứ sang bên chơi với con cháu chứ. Bây giờ thì chị chưa về hưu, cho nên có mình anh về thì anh phải chạy đi chạy về bên đó. Nhưng mà mấy cái anh chống cộng cực đoan thì anh bí đường rồi, anh bí đường thì anh cứ bảo sao mày thích Việt Nam về Việt Nam sống đi, nhưng mà chôn rau kết rốn mình ở Việt Nam thì mình ở mình về, nhưng mà tâm hồn mình để ở Việt Nam được rồi, còn mình ở đâu mình ở chứ. Trái đất này là của chung chứ là Không, của cái riêng chuyện của anh anh, là chuyện nhỏ, có chuyện đúng rồi. Chào em Phương cái Nguyên nhé, chuyện cái chào các chuyện của anh bạn. là chuyện nhỏ, Nhưng mà chẳng đây có ý, thằng nào mà lên nói chuyện. dạ ý em nói là cái Ý hoàn cảnh như vậy, tâm hồn anh như vậy, những hoàn cảnh như vậy mà tụi nó cứ bảo là anh về Việt Nam, như ở thì tâm hồn mới ở Việt Nam là được rồi. Nhà anh anh bình có Việt thường Nam, thôi, quốc tịch cũng có Việt Nam, nhưng đúng mà rồi. mấy anh chống cộng giờ này đâu dám lên đối chất với anh đâu. Mấy ông chống cộng chỉ chửi bằng mặt thôi, giờ này mời công lên đâu có dám lên đâu. Tại Mời vì luôn hết, mời anh mời luôn mấy thằng nào mà trong cũng cực đoan gì anh mời hết luôn, anh chỉ hỏi ngoài một cũng không câu dám thôi. lên đâu, quan trọng là không hỏi, không dám lên. Lý do lên rồi nói về đất nước Việt Nam họ mắc cỡ, nói đất nước Việt Nam mà phát triển này kia họ mắc cỡ không lên. Không, cái chuyện đó anh không nói tới nữa, anh nói chuyện khác, Ừ. anh nói chuyện khác. Em có biết rằng là ngày xưa đó, thời cổ đại đó, thời cổ đại nha, cái người mà cầm quân á, người ta gọi là đại tướng, đúng Dạ không? đúng rồi, Ờ, thời cổ đại, cái thời Tân Quân Chí, dạ khi mà ra trận hai ông mà đánh với nhau, ông nào thua thì có phải là lính của họ bị thuần phục bởi cái phía bên kia không? đúng rồi. Đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nhé, chào các bạn. Thì cận đại thì có những người ví dụ như những bộ lạc hoặc những người khác, khi họ dàn trận họ đánh nhau Chào ông Nguyễn Minh Hưng nhé. à, người chủ tướng họ bị bại trận thì đương nhiên người lính sẽ bị, thứ nhất là bị nô lệ, thứ hai là bị quy hàng, cái điều đó là cái điều đương nhiên rồi, từ xưa tới giờ là vậy. Và cái quân luật quân kỷ của ngày xưa tới bây giờ, khi anh ra trận tôi là người chỉ huy anh mà anh không tiến lên, anh cự lại là tôi tàn sát, là tôi giết anh liền, kể cả quân lực đàng hoàng cũng vậy nữa. Có nghĩa là trong lúc mà giao chiến anh không tiến lên chỉ huy kêu tiến, anh không tiến mà anh lụt thụt lùi là nó giết anh liền, là bởi vì Bắn để bắn liền, đúng không? liền, đúng rồi. Đó là nguyên tắc về quân sự, đó là nguyên tắc về quân sự, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì tôi hỏi Chu Phan đi nè, Tổng Tư lệnh Việt Nam Cộng Hòa là ai? Là Nguyễn Thiệu, đúng không? Dạ. Tổng thống. Sau khi Nguyễn Thiệu từ chức, giao phó cho Trần Như Hương, Trần Như Hương từ chức, cái người cuối cùng trong cái chế đế chế đó là phải là Dương Nhân Minh không? Dạ đúng rồi. Dương Nhân Minh đã nói một câu như vậy: tôi ra lệnh tất cả mọi binh chủng bỏ súng, buông súng, đầu hàng Đâu vô anh? điều kiện, đúng không? Đúng Đúng không? rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nếu anh là một người lính của Việt Nam Hòa, anh bất tuân thượng lệnh thì cái hậu quả là như thế nào? Cho mày trả lời. Trong thời chiến nha, trong thời chiến, thì anh sẽ ra đưa ra tòa án mặt trận xử tử, đúng không? Đúng rồi. Đó, thì ta hỏi mày một cái đâu nè, khi đại tướng Nghiên Minh mà ông là đó có như đã nói một câu là tất cả mọi người đều buông súng vô điều kiện và đầu hàng với điều, thì có phải là người ta đã chịu chấp nhận điều sự thua cuộc không? Đúng rồi. Đó, thì ông đó, anh hỏi em một câu à, ông đó có lớn chức không, cái đám gọi là
Còn cây lục chốt bây giờ ông nó lớn hay là ông mấy cái đám này lớn hơn ông? Ông lớn nhất cho anh, ông là tổng thống mà, tổng tư lệnh mà. Ấy vậy thì ta hỏi mày, những người mà trái lệnh ông thì như thế nào? Cái này nhau thì lúc giờ là tòa án binh là Khoan, nó ta hỏi đúng mày, trong thời chiến những rồi, người trái lệnh ông thì những người đó bị chịu hình phạt gì? bị nặng thì bị bắn, còn Đem nhẹ thì ra tòa đúng án quân sự bập nó bắn bập bập tiền, đúng rồi. đấy. Thế thôi, tao chỉ đơn giản vậy thôi. Bởi tao nói thiệt mày đó, rõ ràng tao rất ưa Trung Hoa, bởi tao chỉ hỏi ai có câu trả lời đối với tao. Có nghĩa rằng những người nào mà thừa hưởng mà lúc nào cũng xưng ta đây là coi như Việt Nam Cộng Hòa này kia đứng lên, những người đó là trái mệnh lệnh của đại tướng, đại tổng tham mưu trưởng của quân lực, người ta nó gọi là đầu hàng, mà chúng Đúng mày không chịu là chúng mày là trái quân lệnh quân kỷ thì chúng mày chịu hình phạt gì? Tao chỉ hiểu thôi. Nếu mà hiện giờ nếu mà có cái đế chế của Việt Nam còn lại thì chúng mày đi ra mặt trận quân đoàn gì cái gọi là gì? Ngày xưa gọi là mặt trận quân đoàn ba, gọi là tòa án quân sự xử rồi. tử, Đúng rồi, đúng rồi, toán quân sự. đúng không? Tòa quân sự đúng Đúng không? rồi. Ai ta Vũ Thường La, ta không biết, ta có mời đại đúng không? Tại Đúng rồi. đây giờ ta không có chấp biệt, tòa con đứt con tranh không mà bạch.